cô chú anh chị và các bạn thân mến, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo. Hiện nay thì em Dư đang có mặt tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dị An của tỉnh Bình Dương. Và trong video ngày hôm nay thì em Dư sẽ chia sẻ với tất cả cô chú anh chị mình một cái lô đất tại con hẻm đường Trần Thị Xanh này. Lô đất này có tổng diện tích là 57m² các anh chị. Và nó có bề ngang là 4.6m và bề sâu là 12.7m. Con đường vào lô đất là con đường bê tông, có bề rộng là 5m, ô tô vào tận đất nha các anh chị. Ở về cái vị trí thì từ cái vị trí lô đất mình di chuyển về trung tâm y tế thành phố Dị An nó vào khoảng 800m. Cách khu công nghiệp Đa Park là 900m và cách quốc lộ 1K là 1,5 cây số. Thì nếu anh chị di chuyển về Sài Gòn tới sân bay Tân Sơn Nhất thì từ vị trí này nó tới là khoảng 21km nha các anh chị. Về khu vực con đường Trần Thị Xanh này thì theo em Dư nhận thấy rằng cái vị trí cũng rất là đẹp nha các anh chị. Khu vực này mình di chuyển về trung tâm thành phố Dị An cũng như là di chuyển về Sài Gòn Biên Hòa rất là thuận tiện qua con đường DT743B và la quốc lộ 1K. Về dân ở khu vực này thì theo em thấy rằng từ đầu đường đi vào dân ở rất là đông ha. Nhà xây dựng một trệt một lầu, có ô tô cũng khá là nhiều anh chị. Đây là cái lô đất mà hôm nay mà em Dư muốn chia sẻ với tất cả anh chị này. Nó có bề ngang là 46m và bề sâu là 12,7m. Tổng diện tích là 57m², thổ cư 100%, hướng Tây Bắc. Hiện trạng hiện nay thì đang là cái nhà tạm mà để ô tô của anh chị hàng xóm đang gửi được các anh chị. Hiện nay với cái lô đất này thì chủ đang gửi em Dư với cái mức giá là 2 tỷ 200 triệu, có thương lượng chính chủ nha các anh chị. Quý cô chú anh chị nào mà có quan tâm đến lô đất này thì hãy kết bạn Zalo với em sẽ gửi thông tin về sổ cũng như là hình ảnh tại lô đất cho các anh chị theo dõi. Ngoài ra thì kênh Zalo của em cũng đăng rất là nhiều những cái sản phẩm mà em chưa có thời gian đi quay. Nếu cô chú anh chị mình có nhu cầu về mua nhà đất tại Dị An thì hãy kết bạn Zalo với em để cập nhật những cái sản phẩm mới giá tốt trên kênh Zalo trước khi mà em đi quay video nhé. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã xem video. Em Dư, chuyên nhà đất Dị An Bình Dương.